Rồi chính thức xả hàng anh em ơi. Bị mấy đứa em nó thả trước nữa rồi. Hôm qua nhậu say quá sáng nay ra không kịp, mấy đứa em nó tự xử luôn. Tan tác chim muôn hết rồi. Rồi đầu tiên thì quý cũng xin cảm ơn anh em không. Nhưng mà hôm nay quý sẽ cố gắng tìm những cái món anh em năm qua đã nhờ quý tìm nha. Có nghĩa là sau khi mà anh em ở đây họ mua xong rồi thì còn cái nào còn lại của anh em dặn quý sẽ cố gắng lấy ra, cố gắng lấy ra trước cho anh em luôn. Wow, đẹp quá anh em ơi. Này bộ gì vậy? Ép thủy lực hả? Ép cốt thủy lực. Ép cốt thủy lực nha anh em. Ép cốt thủy lực nha. Còn quá nhiều đầu luôn. Anh em nào có muốn mua hàng thì liên hệ quý số điện thoại 0988577662 hoặc anh em xem ở dưới phần mô tả có địa chỉ cửa hàng nha anh em. Pin Bana, pin Natonan 12V. Con này là dạng con khoan. Bộ bên đây là cũng bộ khoan 12V Hitachi. Còn khá là đẹp luôn. Chưa biết sống chết. Thông thường là những con pin đẹp như thế này á, thì khả năng là hư pin thôi, chứ còn thân máy là khả năng sống là hầu như là 90%. 90% là thân máy sống, thì còn lại là hư pin thôi. Pin thì nó cũng giống như ắc quy vậy anh em, thì đến tuổi nó hư thôi. Đến tuổi là nó hư. Máy quay như vậy là khả năng là máy sống. Bộ Nati, bộ bê tông Nati, có Hilti. Quá trời pin luôn. Rồi anh em muốn nào anh em chụp màn hình gửi Zalo nha. Chụp màn hình gửi Zalo quý sẽ dễ tìm cho anh em nha. Đó. Đó. Anh em cứ việc xem. Cái bộ này ít ai xài quá. Cột ton. Đột ton đầu không có lưỡi. Ô bộ này đẹp quá, đẹp luôn. Rồi có đầu có chân, thiếu cái trụ chân, bàn, đầu, thiếu trụ. Quá đẹp. Ơ cái trụ kìa. Di, cái trụ là gì? Trước mặt á, cái trụ khoan á. Ừ, rồi bỏ qua đây luôn. Đó. Rồi, gáp lại là thành cụm lê thôi anh em. Điều này cho ta thấy là cái khoan này chưa từng sử dụng luôn. Chưa lắp gáp luôn. Đủ rồi đó. Đủ đồ chơi rồi đó. Khoan 12V boss. Ryobi. Khoan Ryobi 12V. Pin quá trời đồ pin luôn. Anh em thích bộ nào anh em nhớ chụp màn hình gửi Zalo cho quý nha, số 0988577662, không cần kết bạn cũng gửi được nha anh em. Anh em cứ gửi quý nhận được hết rồi. Mình quý không có cài cái chế độ mà phải kết bạn mới nhận hình. Nhận hình từ người lạ luôn. Anh em gửi lúc nào cũng được.
Gửi càng nhiều càng tốt, gửi tiền thêm càng tốt, à không? Ừ. Kính bảo hộ. Gãy rồi. Ôi, tai ben dầu. Ôi, máy đánh bóng ô tô. Máy đánh bóng này mà. Hãng hãng LED test. Điện 100V, 95W. Rồi, cái bộ này Di, cái bộ này của cái đột dầu kia em. Lôi đầu này ra bỏ qua anh đó luôn. Rồi. Rồi nguyên bộ ép cốt thi lực đó nha anh em. Thử cái gì? Thử ben thử coi. Mở ti ra ben thử. Mở cái dây cột á. Cái dây cột nè. Thôi để đi lúc khác. Lúc khác thử sao. Ơi cây bù lon 4500 hôm qua đây. Hôm qua nó lú cái đầu lên đây. Quá trời đồ pin đẹp luôn nha anh em. Cắt sắt xin đai qua 100V. Cắt đá 3 tấc 55. Máy còn mới luôn. Máy còn quá mới luôn. Nguyên đá luôn. Viên đá ghim theo máy này. Để nhà mà cắt ít ít dùng cả năm chưa hết đây nè. Rồi. Cắt bê tông nha. Cắt bê tông cho anh em nha, cắt bê tông đá lớn nha. 4107. Điện 100V, công suất 1400W. Con này sử dụng đá. Quá dập te anh em, đầy đầm quá. Cái pin này mà ui còn sống luôn. À, còn sống luôn. Về sạc tính sao. Bán cái nha anh em, nhưng mà cân ký là do mình cân mình lấy số ký là thôi. Cái đồ này không có cân ký. Mày ngồi đó mày. Cho mấy em nó kiếm tiền nó gì đâu bà Di. Đẹp quá. Để coi. Rồi con này điện một pha rồi.
rồi. Render này mà. Đó là cộng đồng render nha. Để nhận vô chỗ đây xịn lắm. Và chỗ nào? Chỗ đây. 100W. 100W. Rồi, họ hẹn với anh em nha. Ôi ôi quá trời đồ chơi thiệt. Quê thiệt. Quá xá ư là đồ chơi. Cái gì? Chất liệu gì vậy? Quá độc đáo. Không biết xả bên chỗ nào nè. Rồi. Cắt. Thủy lực. 13 ly. 13, 16, con này 13. Cả đầu cơ động luôn ha. Đầu này gọi là đầu cơ động đời mới. Oga thiên hạ đệ nhất cắt. Cắt to anh cắt tiếp gì quá trời luôn anh em ơi. Con này cắt ton được 2 ly. Cắt ton dày 2 ly. Thì điện cũng 100W thôi. Hàng nội địa Nhật chánh tông. Máy vỏ nhôm. Siêu thị bền. Con này như con nãy luôn, hai con. Hai con giống nhau. Lưỡi đầy đủ. Siêu thị bền. Siêu văn bền, siêu thị bền. Ôi, con máy mài Hitachi to quá. Con này cho anh em nhà xưởng này. Anh em nhà xưởng con này dùng điện 3 pha 220. Thì thứ nhất, con này công suất một ngựa. Thứ nhất đó là đối với anh em nào có điện 3 pha 380 ở trong xưởng của mình rồi thì mình chỉ việc mua cục biến thế 3 pha hạ thế từ 380 xuống 220. Thì cục đó khoảng 600.000, quý hỗ trợ mua thì gửi chung cho anh em luôn. Đó, ra quý bao cho anh em là máy không cháy. Rồi đối với anh em nào không có điện thế 3 pha 380 thì anh em sẽ sử dụng là biến tần. Anh em đầu tư thêm cục biến tần. Biến tần thì nó mắc hơn. Sử dụng biến tần thì nó mắc hơn anh em ha. Rồi, có hai cách để anh em sử dụng. Mấy con này thì đô lực sĩ lắm, đá ở đây không có gì đá. Đá này là đá 250 anh em ha. Đá 250 á. To à, đá to à. Ô chục kìa. Còn Toshiba. Đá Toshiba mắc hết một nắp. Đồ pin lũ khủ lũ khu. Súng mở bu lông Hitachi
động cơ không than 14.4V, 14.4V anh em ha. Pin thì kiếm dễ ợt anh em ha, pin có nhiều lắm. Trong đây sẽ có những cái món đồ mà nếu như anh em mà gọi là bài trừ đồ cũ đó thì á, mình sẽ mua những cái món giống như này mà đồ mới á, giá rất là cao anh em ơi. Mà có những đồ mà gọi là đồ cũ tuy nhiên mà người ta sử dụng rất ít, người ta bỏ ra xài cũng rất là ngon anh em ơi. Như cây cưa xích này anh em về nhà anh em cắt củi cắt cành là ngon, ngon khỏe lắm. Cưa xích này mạnh mẽ lắm. Bào 82, Makita 82, cưa lỏng. Cưa xích Yamazen 100V 850W mới tinh, ngon mới tinh. Không, không, không có tài sách. Bốn tấc 15 ha lầy. 405 100W 405, cắt đá 405 luôn. Cái khoan này quá đẹp, khoan Hitachi này quá đẹp, hai tốc độ. Tốc độ nhanh chậm, điều khiển động cơ nhanh chậm luôn. Hikuki điện thế 100V, công suất 600W, đầu kẹp 13 ly. Hitachi Hikuki vui quá. Ôi, có còn nhắm bằng ai bỏ trong đây vậy ta? Anh em nào cần nhắm bằng không? Mất cái cử anh em ha. Cái cử này á thì cái cử này nó dùng để chặn, anh em để một cái bắt cái cử ngang thôi, để người ta để cái phôi lên đây thôi. Chứ không có gì hết. Thiếu cái này thiếu ha, nó còn hai ốc này. Anh em có thể về chế chót, còn không anh em có thể đặt cái phôi trực tiếp lên đây khi mình gắn cái nhám vô đây. Con này điện thế 100V, công suất 600W, chạy vòng tua 3000, đồ nhanh nha. Đồ công tắc còn liền lạc đẹp quá. Đó. Wow.
Rồi 4,5 triệu nha anh em, chưa bao ship nha. Giá 4,5 triệu chưa bao ship, đó là giá anh em tới bãi lấy. Còn ví dụ như anh em ở xa thì quý coi phí ship nhiều rồi cộng vô cho anh em. Anh em làm ăn với quý, đối với những anh em mới làm thì cũng như anh em làm lâu có từng mua hàng của quý rồi biết rồi, thì anh em thông cảm là chuyển khoản trước cho quý. Số điện thoại, số tài khoản từ chính số điện thoại của quý đưa nha. Số điện thoại quý là 0988577662. Quý sẽ gửi trực tiếp số tài khoản từ số điện thoại đó, anh em hãy chuyển tiền nha. Còn những ai mà gọi là số điện thoại của quý mà từ số điện thoại khác, gửi số tài khoản từ số điện thoại khác thì anh em thông cảm, không phải quý nha. Thì anh em cứ vui vẻ chuyển tiền trước cho quý thôi, chứ quý chở hàng đến nơi là quý chịu trách nhiệm đàng hoàng, chứ không có mà lẩn tránh trách nhiệm gì cả. Astra 35, con này khoan khoét 35 ly anh em ha, tự động nha. Quá nhiều con cho nên là anh em muốn con nào thì anh em cứ việc chụp rồi gửi Zalo quý báo giá, anh em đừng có ngại nha. Anh em đừng có ngại. Quý báo giá thì thuận thì mua, không thuận thì thôi. Anh em vẫn vui vẻ, lúc này mua không được lúc khác. Lúc này mua không được thì lúc khác mua. Ồ, máy mini này dễ thương ghê. Bị bể mình nè. Con này còn sống chắc luôn. Còn sống chắc luôn. Con này là con mài. Nó đang gắn cái lưỡi cắt bê tông nè. Dùng hơi anh em ha. Lưỡi này khoảng lưỡi 180 đến 200 á. Khá là to. Anh em mua về thì tự bảo trì nha. Đấy. À, đúng là lầy thiệt, nó lầy kinh khủng. Makita 5402, công suất 1450W, điện thế 100V, gắn lưỡi từ 380 đến 415. Con này hiện đang gắn lưỡi cắt bê tông nha anh em. Lưỡi này mà đi mua mới thì cũng khá là cắm tiền á. Rồi ok. Anh em thích cái loại máy nào thì anh em cứ chụp hình gửi Zalo cho quý, quý sẽ tìm và báo giá cho anh em ha. Số điện thoại 0988577662, anh em có thể xem kỹ hơn ở dưới phần mô tả nha anh em. Rồi chào tạm biệt, cảm ơn anh em đã xem.